Mình chào mọi người, thì hôm trước mình chỉ có chia sẻ với mọi người về HPV và về ung thư tử cung. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người làm sao mà để chúng ta ngăn ngừa. Có một cách ngăn ngừa sớm đó là mọi người nên chích ngừa. Trẻ em nữa thì cũng nên chích ngừa. Hiện bây giờ đó thì chích ngừa có thể bắt đầu sớm nhất là từ 9 tuổi cho nam và nữ nữa. Thường thường thì những cái Immunization Coalition chẳng hạn hoặc là AFP thì recommend là chúng ta chích ngừa cho trẻ em vào cái annual visit. Hàng năm các trẻ em sẽ được đi khám bệnh thì khoảng 11 và 12 tuổi thì bác sĩ sẽ chích ngừa, nhưng mà cũng có thể là chích ngừa sớm nhất khi trẻ em 9 tuổi, tùy theo cái độ trưởng thành và cái môi trường. Nếu như các em đã ở trong cái môi trường mà có dùng thuốc hoặc là có rượu hoặc là cái môi trường nguy hiểm á, thì có thể chích ngừa sớm hơn cho các em. Còn không thì chúng ta bắt đầu chích vào cái lần khám bác sĩ lúc các em 11, 12 tuổi. Thì hiện bây giờ đó có hai cái loại vaccine chính là Gardasil và Cervarix. Gardasil là cho trẻ em nam và nữ, là một cái vaccine tốt hơn Cervarix. Gardasil chính á, thì sẽ bao gồm 9 cái loại HPV, trong đó thì 7 loại là gây ra ung thư tử cung và 2 cái loại là 10 hai loại sẽ gây ra những cái mụn cốc ở cái vùng vùng âm hộ và âm đạo hoặc là vùng hậu môn chẳng hạn. Thì cái cortisol chính sẽ ngừa được 9 cái loại HPV strain mà nguy hiểm nhất, và cái loại cervix là chỉ dành cho trẻ em mà nữ thôi, chỉ cover được hai loại chính để gây ra ung thư mà thôi. Cho nên mình recommend là nên chích ngừa cervix and Gardasil 9, tức là cover được 9 cái loại strain. Mình nhắc lại là Gardasil 9 sẽ cover 9 cái loại strain của HPV. Thì cái lứa tuổi là mình đã nói rồi ha. Vì sao mà các em cần chích ngừa sớm như vậy? Tại vì cái môi trường của trẻ em thì mình không có thể nào biết được. Khi chích ngừa như vậy thì ngăn ngừa trẻ em nam có thể, nếu như mà sau này có quan hệ tình dục á, thì ngăn ngừa được cái sự di truyền của HPV và cho trẻ em nữ luôn, để bảo vệ chính bản thân mình và cũng ngăn ngừa nữa. Thì ngoài những điểm trên thì chúng ta có thể là nhắc tới cái loại vaccine này nó bao gồm bao nhiêu lần. Thực ra có hai cái loại vaccine của Gardasil chính, tức là cái loại mà 2 kỳ và cái loại 3 kỳ, tức là 2 doses và 3 doses. Cái loại 2 kỳ đó thì sẽ dành cho những trẻ em dưới 15 tuổi. Thì cái dose thứ nhất sẽ cách cái dose thứ hai khoảng chừng 6 tháng. Và cái loại mà 3 doses thì dành cho trẻ em 15 tuổi trở lên. 15 tuổi đến 26 tuổi thì có thể chích ngừa được. Và trẻ em nam cũng vậy, có thể bắt đầu từ 9 tuổi. Mình tóm gọn lại là 9 tuổi đi tới 26 tuổi, nam và nữ đều có thể chích ngừa. Tuy vậy thì hôm qua chị mình mới hỏi mình, Maika, nếu như mà vậy thì người lớn tuổi hơn 26 chích ngừa được hay không? Thì đó là một cái câu hỏi cũng cho mình nhiều suy nghĩ, thì mình mới tìm tòi thêm. Thực ra thì cái Advisory Committee của Immunization thì recommend từ 9 tuổi tới 26 tuổi. Nhưng mà FDA á, thì approve cái vaccine này cho lứa tuổi từ 9 tuổi tới 45 tuổi. Do đó nếu mà quý vị có gia đình, quý vị chưa vaccine á, thì cũng có thể nói chuyện với bác sĩ mình xem mình có thể chích ngừa được hay không. Đối với mình biết á, thì nếu như mà quý vị không có bị allergy cho những cái thành phần ở trong vaccine á, thì quý vị vẫn có thể chích ngừa được trên cái lứa tuổi 26. Đó là riêng về về cái suy nghĩ của mình thôi, sau khi mình tìm hiểu thêm. Nhưng mà cái
Committee của Immunization thì họ recommend là tới 26 tuổi thôi. Và hiện bây giờ thì cũng có rất ít những cái nghiên cứu về cái độ tuổi 26 tới 45 xem ra cái độ tuổi này nó có được cái benefit từ cái immunization này hay không. Vậy thì những người đồng tính thì có nên chích ngừa hay không? Mình nghĩ là có, tại vì cái HPV này sẽ được truyền qua khi mà mọi người quan hệ tình dục với nhau, thì tất cả những đồng tính hoặc là khác tính thì cũng nên chích ngừa nếu mà quý vị lập gia đình hoặc là có quan hệ tình dục. Thì đây là một vài điểm ngắn mình gửi đến mọi người. Mong rằng đây là một cái thông tin hữu ích để ngăn ngừa sự lan truyền của HPV và bảo vệ các chị em phụ nữ. Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mình chúc tới mọi người có sức khỏe thật là tốt. Xin cảm ơn.